Xin chào mọi người, ở khuya hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mọi người cái mẫu laptop Net 2 in 1 nhẹ nhất thế giới nha mọi người, đặt là mã A655. Tối hôm qua thì mình cũng lên hai mã, mình đã bán hết hai mã đó rồi, nhưng mà là một cái mã là i7 Gen 8 và một cái mã là i7 Gen 7. Và bây giờ tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái mã là i5 Gen 8 nha, RAM 8 HD 256. Hồi trưa cũng có hai ba khách gì đó hỏi mình về cái dòng này, là cái cấu hình y chang vậy luôn, i5 Gen 8 SD là 256 GB. Nhưng mà mình lúc mình trả lời mọi người thì mình kêu là đã bán rồi, bán hết rồi, đã hết hàng. Chiều hôm nay gọi là tối nay thì ngồi mới soạn lại thì thấy là còn sót một con mình quên bán á mọi người. Hàng về thì dạo này là nó không có hàng về này, ít lắm. Sót con này, sót con i5 Gen 8 giờ mình view lên ha. Màn hình rất là đẹp, không có lỗi làm gì hết trơn, mẫu full viền, không thể nào mà chê được, đã nhẹ có 8 lạng rồi. Mà hả, mẫu full viền 13.3 inch nha. Webcam đưa xuống dưới đây. Cấu hình nè. i5 Gen 8, RAM 8, SSD là 256 GB. Zin của nhà sản xuất sao là như vậy mọi người, SSD mình có thể nâng cấp được. Màn là đẹp, không lỗi làm gì hết trơn. Độ phân giải màn hình là Full HD nè, màn hình của nó thì rất là đẹp, chống chói, nhẹ hèo luôn. Muốn hướng nào là có hướng đó thôi mọi người. Sử dụng rất là sướng. Đã trải nghiệm cái dòng này thì mình nói thiệt sự là rất là mê luôn. Nó nhẹ, đi đâu bỏ, nó như một cuốn tập thôi. Nhẹ có 8 lạng cho một cái laptop rất là chất lượng. Cái gọi là cái độ hot của nó, thứ nhất là cái mẫu full viền, thứ nhì nữa nó cảm ứng gặp thì mình nói là bình thường đi. Mình nó quan trọng nhất là nó là nhẹ nhẹ nhất thế giới nha. Giờ mà mọi người xài sử dụng cái con laptop mà mình nói là mình đang sử dụng cái con nhẹ nhất thế giới thì người ta nghe mắc cười, nhưng mà thật sự là nó như vậy á mọi người. Cứ đem lấy cái cân ra cân nặng, đừng nghe ai, đừng xem thông tin trên mạng. Một số thì sẽ như vậy, nhưng một số sẽ không có đúng cân nặng đâu, tại vì mình có cái cân mình cân luôn, nó sẽ rõ nhất. Cái này là hơn 8 lạng có chút xíu à. Đó. Mà pin này là trên 3 giờ nha. Cái chỗ này thì nó hơi bóng một tí nè mọi người. Hơi bóng, hơi mòn, bàn rê chuột là ok, máy hoạt động hoàn hảo, không có lỗi làm gì. Giờ quan trọng là cái vỏ thôi. Cái vỏ này thì thường thường về nó rất là xấu mọi người. Cái này thì cũng tương đối sạch sẽ nè. Bị trầy một chấm ở đây. Cái góc các góc cạnh là chắc chắn là có trầy mòn rồi, tại cái này là dân Nhật người ta vẫn đang sử dụng, người ta sử dụng nhiều á, thành ra là chưa bao giờ mà mình về thấy nó đẹp keng được hết trơn á. Đã thì mình trải nghiệm thôi mọi người ha. Như góc này là nó cũng có trầy mòn nè, mình quay rất là rõ nha mọi người. Mọi người xem video giùm mình xem kỹ, bấm chế độ Full HD để khi đôi lúc mình vừa up video lên thì nhìn nó không có được rõ đâu, nhưng mà một lúc sau, cỡ một vài phút sau nó sẽ rõ nha. Tại vì lúc video mình cũng thấy lâu lắm. Đây nè, có mòn nè. Rồi cái nào mòn nhưng mà nó cũng không đáng kể gì nhiều ha. Đây. Bên này ngõ sạc nè, nguồn lớn bé và cái cạnh thì nó có mòn như thế này. Đó. Nhưng mà nói chung là so với những con Nest Live khác thì mình thấy nó cũng khá là sạch sẽ. Cái phần vỏ nha mọi người, nó có nổ như thế này. Đó. Có sao là quay vậy, mà thường thường là con nào nó cũng như vậy hết mọi người. Khi mà mọi người mở ốc ra, cái này mình đã mở ốc ra mình vệ sinh, máy luôn bao zin cho nên mọi người yên tâm, mình không có cái gì phải che giấu. Mọi người về có thể mở ra nghiên cứu tham khảo xem thử cái tờ cái này, nó nhẹ như một cái tờ giấy A4. Lúc mà mình mở ra mình cầm lên mình thấy nó mỏng manh luôn, mình kêu trời, giống như chi tiết máy bay vậy đó, nó nhẹ kinh khủng luôn đó. Mọi người về mọi người thử tháo ra rồi cầm cái tấm này lên mọi người xem thử, nó nhẹ lắm. Nó hợp kim vô với ma nhê siêu nhẹ luôn. Và giá A655, hoạt động hoàn hảo, máy kèm sạc zin 5,7 triệu nha mọi người. Ai chốt có thì inbox mình. Mọi người mua hàng cọc 1 triệu, còn lại thì mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Đây là cái bảng mà pin của nó trên 3 giờ nên mình thoải mái sử dụng. Cảm ơn mọi người nhiều.